Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Phan Văn Giang có thể giúp Tổng bí thư Tô Lâm vượt qua rào cản của phe quân đội hay không? Trước sức ép quyết liệt của phe tướng lĩnh quân đội và các dấu hiệu cho thấy có sự gấp mặt của ban lãnh đạo Bắc Kinh, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang đứng trước thế trận thập diện mai phục. Đó là chưa kể tới lực lượng của các phe cánh Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn hùng hậu Ông Tô Lâm được cho là đã không giành được sự ủng hộ của lãnh đạo của phe Trung Nam Bộ. Nghĩa là ông Tô Lâm hiện nay chỉ kiểm soát được Bộ Hưng Yên, cụm Hải Phòng và phe miền Nam với số lượng ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị ít hơn. Và đây là hình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Một khi ông Tô Lâm chỉ còn giữ duy nhất chiếc ghế Tổng Bí thư, Kim Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng vẫn không kiểm soát và điều hành được nhân sự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, thì quyền lực của Tổng bí thư Tô Lâm hết sức trên vệnh. Cho dù Tô Lâm trước đây với cương vị Bộ trưởng Bộ Công an và người tiền nhiệm là Cố Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có kế hoạch xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động hùng mạnh, được trang bị các vũ khí, khí tài như xe bọc thép, máy bay trực thăng, hay mới đây đã xây dựng được một trung đoàn không quân công an có sân bay riêng ở Bắc Ninh với lý do để chống bạo loạn và khủng bố, nhưng thực chất không ngoài mục đích làm đối trọng với lực lượng quân đội. Chưa dừng lại ở đó, dưới thời Tô Lâm làm bộ trưởng, ông đã tăng nhân sự ngành công an, kể cả lực lượng bán vũ khí mà bộ công an có thể điều phối, có thể lên tới con số gần 700.000 người. Tham vọng của Tổng bí thư Tô Lâm từ trước đến nay muốn vượt lên trên quyền lực của phe quân đội và bước đầu đã ít nhiều thành công. Còn số 6 ủy viên bộ chính trị từ ngành công an đi lên so với 4 ủy viên bộ chính trị có gốc gác từ quân đội, tại thời điểm hiện nay đã cho thấy điều đó. Từ trước đến nay, lực lượng quân đội và công an là hai công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam được hết sức coi trọng. Lực lượng quân đội chịu trách nhiệm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như người dân. Còn lực lượng công an chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội và gìn giữ chế độ và đây là hình đại tướng Lương Cường. Giữa quân đội và công an không thể tránh khỏi những cạnh tranh về mặt quyền lực lãnh đạo. Đây là lý do lãnh đạo quân đội và công an luôn luôn tôn trọng nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Khác với các giới chức lãnh đạo thuộc khối dân sự thì các giới chức lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng và Bộ Công an không có thẩm quyền. Tổng Bí thư Tô Lâm dẫu là Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng luôn luôn lo lắng và tìm mọi cách để nắm chắc quân đội. Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có quan hệ tốt với Bộ trưởng Phan Văn Giang. Tướng Giang là một tướng lĩnh quân đội có trình độ và uy tín cao nhất trong đảng hiện nay. Giới thạo tin cho rằng ba nhân vật Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang là đàn em thân cận của cựu Thủ tướng Ba Dũng tuy nhiên trong nội bộ quân đội tướng phan văn giang được cho là người không hợp với đại tướng lương cường đây là một trong những lý do khiến phe quân đội bị chia rẽ trong một thời gian khá dài một số ý kiến cho rằng sự lộng hành của ông tô lâm đã khiến cho các tướng lĩnh quân đội đoàn kết trở lại đồng thời phía quân đội được cho là đã thống nhất khẳng định quân đội là trung tâm quyền lực chính trị của quốc gia chứ không phải công an và đây là hình đại tướng phan văn giang Ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng năm học 2024-2025, được coi là một bước đi đáng chú ý. Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Được biết, Học viện Quốc phòng là học viện huấn luyện và đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp hàng đầu của quân đội. Lãnh đạo của Học viện Quốc phòng là các tướng lĩnh có uy tín cao trong giới tướng lĩnh của quân đội Việt Nam phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã bước đầu đạt được các thỏa thuận thống nhất với phe quân đội thông qua tướng Phan Văn Giang chăng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Liệu Phan Văn Giang có thể giúp Tổng Bí thư Tô Lâm vượt qua rào cản của phe quân đội hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thờ báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bất lực, người dân mắc kẹt trong lũ lên mạng kêu cứu. Ngày 10 tháng 9, AFA tiếng Việt cho hay, Bảo Gia Ghi tràn ngập lời kêu cứu trên mạng từ người dân mắc kẹt trong lũ. Theo AFA, các tỉnh miền núi phía Bắc đang hứng chịu trận lũ lịch sử sau khi cơn bão Gia Ghi tràn qua. Người dân bị kẹt trong lũ từ Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái khẩn thiết kêu cứu, ngập tràn trên các trang mạng xã hội suốt từ đêm ngày 9 tháng 9 đến rạng sáng ngày 10 tháng 9, trong khi chính quyền địa phương không đủ năng lực và vật lực để cứu nạn. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời một người dân ở huyện Lục Yên, Yên Bái nói rằng, nhiều xã ở tỉnh này đã hoàn toàn bị cô lập giữa biển nước. Lượng mưa rất là nhiều, nó tạo nên lũ, kết hợp với một số thủy điện xả lũ, tình hình căng lắm, chưa bao giờ tôi thấy lũ lớn như bây giờ. Nhiều xã ở trong huyện đã mất điện, mất internet, không kết nối được, họ không kêu ra bên ngoài được. AFA cho hay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái từ ngày 9 tháng 9 đã xuất hiện một đợt lũ mới. AFA dẫn Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, các con sông nhỏ tại khu vực miền núi phía Bắc nước lên nhanh đến mức báo động 3, cộng với tình hình mưa to có thể dẫn tới ngập sâu và sạt lở ở các tỉnh này. AFA cho biết, báo động 3 là mức giới hạn mực nước cho thấy lũ trong sông đã lên đến mức cao nhất đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Và đây là hình lực lượng chức năng sơ tán người dân tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. AFA trích dẫn, truyền thông nhà nước cho biết sáng ngày 9 tháng 9, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng nhanh nên có 8 hồ thủy điện đang mở, tổng cộng 29 cửa xả lũ. Lũ tại hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã vượt mức lũ lịch sử năm 1968 và năm 2008. Vào ngày 8 tháng 9, báo chính phủ cho biết, bão số 3 sau khi quét qua Hà Nội vào đêm ngày 7 và rạng sáng ngày 8 tháng 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cổng thông tin điện tử chính phủ chỉ cảnh báo rằng các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa to trong ngày 8 tháng 9 và cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. AFA cũng dẫn lời một người dân khác ở Yên Bái cho rằng sở dĩ người dân phải lên mạng kêu cứu hàng loạt chính là do công tác cảnh báo lũ sao bão và hướng dẫn ứng phó lũ của chính quyền địa phương chưa chi tiết và chưa đúng với mức độ nguy hiểm của đợt lũ này. AFA tiếp tục dẫn lời anh Tê đang sinh sống ở Hà Nội nhưng có gia đình ở Thái Nguyên cho biết gia đình anh cũng không lường trước được mức độ nguy hiểm của lũ lại khủng khiếp như vậy. AFA dẫn số liệu của Cục Quản lý Đê Điều và phòng chống thiên tai cho biết tính đến ngày tính đến 11 giờ ngày 10 tháng 9, bão Gia Kỳ và Hoàng Lưu bão đã gây mưa, lũ, sạt lở đất ở miền Bắc khiến ít nhất 146 người chết và mất tích. Và đây là hình mưa do hoàng lưu bảo số 3 gây ra, khiến nhiều nhà dân ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ngập tới nóc nhà. AFA cũng cho biết để đối phó với tình hình mưa bão, lũ và sạt lở đất, bộ chính trị và chính phủ vào ngày 9 tháng 9 đã có các phiên họp chỉ đạo về việc cứu nạn. Báo nhà nước đưa tin, Thủ tướng chính phủ yêu cầu huy động công an và quân đội tham gia hỗ trợ. Vẫn theo AFA trên các trang Facebook, một số người kêu cứu, cứu cho biết Họ bị kẹt cả ngày trên mái nhà bởi chính quyền địa phương không đủ phương tiện đường thủy như thuyền, cano hay áo phao để đưa người dân đến nơi an toàn. AFA dẫn ý kiến của một người dân ở Yên Bái cho rằng chính quyền các tỉnh ngập lục nên liên hệ với các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Vĩnh Phúc để có thể vận chuyển thuyền bè ở các tỉnh này sang Yên Bái, Thái Nguyên để ứng cứu người gặp nạn. Tuy nhiên, người này nói rằng không thấy quy động trực thăng tìm kiếm và cứu nạn người dân luôn trong khi sân bay quân sự yên bái nằm ngay đó, thật không hiểu nổi luôn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin bất lực người dân mắc kẹt trong lũ lên mạng kêu cứu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.